Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, Phúc An TV chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống cũng như vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Phúc tiếp tục cập nhật thông tin về đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Tối qua thì tại trường đại học Gia Định, trong một chương trình tri ân thầy cô giáo để chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Quang, đàn gà con Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung đã rất vinh dự thay mặt đại gia đình Phi Nhung đến biểu diễn tại đây. Rất tuyệt vời. Trong cái chương trình mà rất là nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng được tham gia, thì đàn gà con biểu diễn có thể nói đây là một vinh dự rất lớn. Và đàn gà con ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong lòng của khán giả, trưởng thành rất là nhiều. Giọng hát giờ đây đã tốt lên, đón nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến của cô chú anh chị khán giả. Đêm qua là một chương trình tri ân thầy cô giáo của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Quang đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người đã sáng tạo và đã tận tâm cống hiến của thầy cô cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình đã diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 11, 2023 tại trường Đại học Gia Định. Và chương trình này, tri ân thầy cô đã có những cái sáng tạo và tận tâm cống hiến cho các đơn vị của trường đề cử, biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của rất là nhiều ngôi sao cũng như là phụ huynh của hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng Rúc, như ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Hoàng Bách, và đặc biệt với sự tham gia của đàn gà con đó là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cùng với rất là nhiều tài năng âm nhạc là học sinh, sinh viên của hệ thống trường giáo dục Nguyễn Quang. Thì đàn gà con ngày hôm qua, Tuyết Nhung, Thiên Ngân đã hóa thân vào vai học sinh và sinh viên, cả hai mặc bộ áo dài trắng rất là xinh đẹp và hát một ca khúc đó là Những Điều Thầy Chưa Kể. Tuyết Nhung và Thiên Hân đã hát song ca với nhau, hát rất tuyệt vời. Còn riêng cô chị Quỳnh Trang, Thiên Thần Bolero thì hát bài Bụi Phấn. Nói chung ngày hôm qua, nếu cô chú anh chị xem được cái tiết mục biểu diễn của đàn gà con với hai ca khúc Bụi Phấn và Những Điều Thầy Chưa Kể được thể hiện bởi Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung, chúng ta thấy được ở đây đàn gà con hát rất hay và giờ đây đã trưởng thành rất là nhiều. Hiện tại thì đàn gà con tiếp tục để chuẩn bị cho những show diễn của mình. Quỳnh Trang là Thiên Thần Bolero, thì Quỳnh Trang có rất là nhiều show biểu diễn so với hai cô em của mình, đó là Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Thiên Ngân hiện tại thì cũng đang chuẩn bị cho cái chương trình hát để gây quỹ, để giúp cho các ca nghệ sĩ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, sẽ diễn ra tại phòng trà Đồng Giao vào ngày 22 tháng 11 sắp tới đây. Còn Tuyết Nhung thì đang rất gấp rút để chuẩn bị cho cái chương trình mini live show của mình cùng với người bạn diễn Trường Sang, cặp đôi áo màu đỏ, sau khi Trường Sang có chuyến đi lưu diễn ở Âu Châu là hai nước là Pháp và Đức thì trở về Việt Nam để chuẩn bị tập dượt cùng với Tuyết Nhung những cái ca khúc mới cũng như thu âm tập biểu diễn trên sân khấu
để chuẩn bị cho cái live show của cặp đôi diễn ra vào ngày 25 tháng 11 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Dao với chủ đề mang tên Giữ mãi một tình yêu. Được biết trong chương trình này, Tuyết Nhung và Trường Sang sẽ thể hiện những cái ca khúc mới, những cái ca khúc mà từ trước đến nay hai bạn chưa bao giờ biểu diễn kết hợp với nhau trên sân khấu. Vì vậy đây là một thông tin rất là vui mà Trường Sang, Tuyết Nhung muốn gửi đến với tất cả khán thính giả, những người yêu mến và ủng hộ Trường Sang, Tuyết Nhung. Trong chương trình này có cả người em của Trường Sang, đó là Trường Quy tham gia cùng một nam ca sĩ nữa. Vì vậy hiện tại rất là nhiều cô chú anh chị đang chờ đợi cái mini live show của cặp đôi áo màu đỏ Trường Sang, Tuyết Nhung, Giữ mãi một tình yêu. Và một thông tin mà Phúc muốn chia sẻ cùng với cô chú anh chị, đó là thông tin là Phúc có mua đồ ủng hộ shop Tuyết Nhung Store và đã được nhận hàng từ Tuyết Nhung. Đây là những cái bộ đồ mà Phúc đã mua để cho cháu gái của mình mặc. Ba bộ đồ này thì rất là đẹp, cô chú anh chị cũng đã thấy ba bộ đồ rất là đẹp của shop Tuyết Nhung Store nha cả nhà. Ba bộ đồ, mỗi bộ đồ là 120.000 đồng, rất là xinh đẹp của shop Tuyết Nhung Store mà Phúc đã ủng hộ shop Tuyết Nhung Store. Khi thời gian vừa qua, Tuyết Nhung đã có một cái buổi live stream để tri ân khán giả đã ủng hộ shop Tuyết Nhung Store. Ba bộ đồ này chỉ có 360.000 nhưng rất là đẹp. Đây là bộ đồ, ba bộ đồ mà Phúc đã mua để tặng cho cháu gái của mình. Cháu gái của mình mặc rất là xinh đẹp. Đó, cả nhà thấy là những cái bộ đồ của shop Tuyết Nhung Store rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mình đã nhận được hàng từ shop Tuyết Nhung Store. Vì vậy cô chú anh chị, những ai yêu mến Tuyết Nhung, hãy ủng hộ Tuyết Nhung bằng cách là mua hàng đồ từ shop Tuyết Nhung Store để cho em ấy có thêm cái nguồn thu nhập, có thêm cái động lực để trang trải trong cuộc sống, cũng như sẽ ra mắt nhiều MV để phục vụ cô chú anh chị khán giả. Đó là điều mà rất là nhiều cô chú anh chị đã ủng hộ cho Tuyết Nhung. Tuyết Nhung cũng đã thông báo trong thời gian sắp tới, Tuyết Nhung sẽ ra mắt một album nhạc dân ca mà mọi người đang rất là chờ đợi, cũng như là MV mới sẽ phát hành vào đầu năm mới 2024. Đó là những thông tin rất là vui phải không cả nhà. Vì vậy thì cô chú anh chị yêu mến Tuyết Nhung, chúng ta hãy xem những cái video cũng như những cái MV mới của Tuyết Nhung để cài view cho máy, cũng như hãy mua hàng giúp shop Tuyết Nhung Store để em ấy có thêm nhiều niềm vui cũng như động lực và ra mắt nhiều MV để phục vụ tất cả khán giả, cô chú anh chị và Phúc, những ai yêu mến và ủng hộ đàn gà con. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối video, Phúc xin giới thiệu cùng với cô chú anh chị, đó là thang thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa của gia đình Phúc rất hiệu quả. Chuyên về thần kinh tọa, chỉ cần dùng 1 đến 3 thang, hiệu quả sẽ có ngay. Đây là thang thuốc gia truyền của gia đình của Phúc, có giá là 500.000 đồng, đã bao gồm phí ship. Đây là hình ảnh thang thuốc thần kinh tọa hốt trực tiếp tại nhà của Phúc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, liên hệ và kết nối Zalo với Phúc, Phúc sẽ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.